Xin chào các bạn đến Trắng Hơn Vlog. Nãy mình chơi kéo tài nè. Bây giờ thằng Su và Ken bây giờ Han và Thướng và Di về hết trơn rồi. Bây giờ có hai đứa à. Rồi bây giờ chơi. Con mày vô đây chơi nè. Một. Chưa. Kéo tài nha. Chưa. Chưa. Một, hai, ba. Rồi, cố lên. Rồi, thằng em thắng. Mày ăn gian nha. Rồi. Mày để vô đây nè. Làm lại, ai kia mà dở cục chỏ lên thua nha. Rồi, cho thêm mình lần cuối nữa nha. Không cho, không có cho dở cục chỏ lên đó. Rồi, hai cái tay gì sao mà chơi. Rồi, đứng ngay. Tay này cục nhẹ. Không có, để nhẹ nhẹ. Một, hai, ba. Mày nói mày cười không, mày kéo mày cười không, mày cười không thì hơi lên, tao kéo mày đụng á, mày cười không. Rồi, cái chứ thắng. Rồi, đổi sang. Cuối cùng á. Rồi đổi sang đây. Ai sao sao. Quỳ gối xuống. Quỳ gối xuống. Ừ, đúng rồi. 1 2 3. Rồi, Su thắng. Thắng lại. Để đi nè. Nè, tao kêu 1 2 3 lại nghe. 1 2 chưa, thằng Ken nó bụ chút. Thằng vàng có cười, mày cười đã xì hơi á. Vô cười hàng vàng quá. 1 2 3. Đi gục tay ra. Kéo được, chấm được. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ơi. Rồi, đổi xăng, đổi xăng. Trời ơi, tao thắng rồi. Mày ăn gian, mày để kiểu gì là làm sao người ta thấy. Tập đến giờ tới tới ba. Ngon thì ra đây. Tiếp tục lại đây, tiếp tục lại. Ba. Má chưa kêu cừ. Thằng này ăn gian nha. Mày để kiểu gì làm sao được. Thôi tao thắng. Rồi. Rồi sao? Yeah, rồi. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nhấn một like và một share và nhấn cái chuông và kênh đăng ký và nhận thông báo trên kênh Trắng Hơn Vlog. Bye bye.